Tối ngày 25 tháng 9, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và thực hiện các hoạt động song phương tại New York, Hoa Kỳ từ ngày 18 tới ngày 24 tháng 9 năm 2021. Ngay sau khi chuyên cơ đáp xuống sân bay Nội Bài, Bộ Ngoại giao đã chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận vaccine, trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 được chuyển về Việt Nam cùng đoàn công tác của Chủ tịch nước. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Việt Nam nhận được những cam kết và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước, các đối tác quốc tế, các công ty nước ngoài. Bên cạnh 1,05 triệu liều vaccine Abdala của Cuba chuyển về nước theo chuyên cơ của Chủ tịch nước, các nước, các đối tác đã cam kết viện trợ và cung cấp 1,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Hoa Kỳ cam kết viện trợ một số lượng lớn vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX trong kỳ phân bổ sắp tới. Riêng trong cuộc làm việc với Chủ tịch nước với công ty Pfizer, công ty Pfizer cam kết chuyển đủ 31 triệu liều vaccine đã ký hợp đồng với Việt Nam ngay trong năm 2021 và 20 triệu liều vaccine cho trẻ em khi có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn. Ngoài vaccine, thì nhiều đối tác hỗ trợ vật phẩm y tế với trị giá là 8,8 triệu đô la, kiều bào hỗ trợ 1.000 máy tạo oxy trợ thở. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ công tác đặc biệt tại các bộ cơ quan địa phương về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Để thực hiện kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và người dân liên quan đến từng bộ, ngành địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, phạm vi quản lý được giao, khẩn trương thành lập ngay tổ công tác đặc biệt của bộ, cơ quan, địa phương về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổ công tác do Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân theo thẩm quyền của bộ, cơ quan, địa phương, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền nếu có, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong giai đoạn cả thành phố căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc chăm lo đời sống tinh thần cho người dân vùng dịch qua việc đưa những ấn phẩm báo chí đến từng khu phố phường, xã đóng vai trò quan trọng giúp người dân có luồng thông tin chính thống, đồng hành cùng thành phố chiến thắng đại dịch. Dịch bệnh còn phức tạp, thành phố kéo dài quy định giãn cách xã hội, việc đi nhận báo như thường nhật không thực hiện được. Dù vậy, người dân tại phường 4, quận Gò Vấp rất vui khi từng tờ báo cập nhật các thông tin thời sự, nhất là tình hình dịch bệnh được địa phương giao đến tận nhà. Qua báo Đảng, về báo Nhân dân, chúng tôi là những người đảng viên lớn tuổi. Thật sự đến hôm nay tôi rất là vui, ở khu phố, tổ dân phố đã nắm bắt sát, hỗ trợ cho người dân cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần. Cán bộ hưu trí thì người ta việc mà nhận tiếp nhận báo thì họ rất là phấn khởi, với tinh thần là mình truyền tải những cái thông tin chính thống, thì đây cũng là lực lượng mà tuyên truyền cho những cái hộ dân chung quanh đó để mà cùng nhau mà thực hiện cái chủ trương, đặc biệt trong cái việc phòng chống dịch. Dù giãn cách xã hội, những ánh đèn nhà in vẫn sáng xuyên đêm để thực hiện công tác xuất bản, đưa dòng thông tin chính thống, tin cậy đến với bạn đọc sớm nhất. Phối hợp với các lực lượng của khu phố sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà của cán bộ đảng viên để phát báo, làm sao cố gắng là đưa những cái thông tin chính thống của đảng nhà nước kịp thời đến với lại cán bộ đảng viên và nhân dân để hiểu rõ về tình hình dịch bệnh và yên tâm vững tin hơn trong cái việc phòng chống dịch của toàn hệ thống chính trị của chúng ta. Để các ấn phẩm báo chí đến với bạn đọc nhanh nhất, bảo đảm tính thời sự, lực lượng phát hành báo đã có những giải pháp phòng dịch an toàn phù hợp với từng địa bàn. Từ cuối tháng 8 đến nay, qua hệ thống Bưu chính Việt Nam đã có hơn 3,7 triệu tờ báo miễn phí đến với tất cả 312 phường xã phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, đến hết ngày 24 tháng 9, đã có hơn 31.200 đối tượng được hỗ trợ theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ với số tiền là trên 4,9 tỷ đồng. Các đối tượng được hỗ trợ của tỉnh Tuyên Quang là người bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch, các hộ kinh doanh.
Hiện nay các huyện, thành phố, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, thống kê số đối tượng thuộc diện hỗ trợ để không để sót đối tượng. Việc khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một cách kịp thời đã góp phần chia sẻ, động viên các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.